đã sẵn sàng. Và hiện thi đấu đầu tiên của trận đấu cũng đã được bắt đầu. Tại trận đấu ngày hôm nay bên phía đội hình của Lão Đại, những cầu thủ đội áo trắng. Vừa rồi là tình mà đội trưởng Mập Gia số 8 đã băng vào rất nhanh. Nhưng chưa thể chạm được chân bóng, khá nguy hiểm. Suýt nữa là một thua phản lực. Khá nguy hiểm, không vào. Vẫn là pha xử lý tốt của thủ thành Tim Mập. Một quả chuyền vào, khá nguy hiểm, và nó đã trở thành bàn thắng đấy. Một quả chuyền qua, hai chặt, vẫn là hai chặt, tung thêm một quả chuyền nữa, và đó là bàn thắng để cân bằng tỷ số ở một đều, rất nhanh mà thôi. Mất bóng rồi, và đây là Đại Hưng số 8. Một quả dứt điểm được, vẫn là thua xử lý tốt của thủ thành Tim Mập. Không có tiếng gọi, và đây sẽ là lợi thế Mập Gia dứt điểm ngay. Rất nguy hiểm, một đường xử lý phòng ngự. Đại Hưng một quả dứt điểm ngay, và đó là bàn thắng để đưa tỷ số trận đấu lên thành 2-1. Số 8 Đại Hưng, vẫn Đại Hưng quá trường qua Ngọc Sa Vinh. Dứt điểm này không đây, vẫn chưa phải là bàn thắng. Và tiếng còi đừng để mất bóng nữa, và quá trường trong khe. Văn Sơn dứt điểm mình đi thế nào, một đường trường qua Mỹ Lai, và Mỹ Lai rất đơn giản. Tỷ số bây giờ được nâng lên con số là cầu thủ đội áo trắng. Vừa rồi là tình huống mà đội trưởng Mập Gia số 8 đã băng vào rất nhanh, nhưng chưa thể chạm được chân bóng, khá nguy hiểm. Suýt nữa là một thua phản lực. Chuyền lên và xanh lên dưới đường bay, đường xử lý tốt của thủ thành Tiến Cổng, sống kịp rất ngọt của Tiến Cổng, và Tiến Cổng vẫn chưa thể đánh bại được chú Tổng.
đường xử lý tốt như vua. Hãy gọi chúng tôi là Chém Gió TV.